Hello các bác và anh em nhé. Trước mắt các bác là bên em mới về thêm được một ít cái dòng loa vân gỗ. Ở đây thì nó có hai loại, một loại bass 25 và một loại bass 30 các bác nhé. Hai loại này thì mỗi loại em cũng chỉ có ít thôi, mỗi loại là có 3 cặp. Cái lô vân gỗ này thì hôm trước bên em cũng đã về một ít và được rất nhiều các bác anh em quan tâm và nó đã bị cháy hàng. Còn cái loa lần này thì nó cũng tương tự như cái vân gỗ trước rồi các bác nhá. Nó full 2 năm thì nó chỉ khác một tí chút thôi. Đấy, nó khác cái tên, form thùng nó khác một chút, còn nội thất thì nó cũng cơ bản như nhau. Còn thằng full 30 này thì nó cũng cái tên y như của full 25 hôm trước ấy, cũng là Grado này. Đấy, bass 30. Đấy, model của dòng này là T12. Bass 30 thì T12, còn bass 25 thì nó là 10, T10. Đấy, trong live stream tối hôm qua thì Doãn Hưng cũng đã thông báo hàng về. Hôm qua bên em về rất nhiều các mã hàng khác nhau, gồm có súp hơi 30, súp hơi 40, rồi loa full 30, 25, 40. Đấy, có hết các bác nha. Súp thì cũng có mấy loại cơ. Đấy, mỗi loại nó chỉ có một ít thôi. Đấy, cái loa vân gỗ này nó đạt mọi tiêu chí các bác nha. Đấy, như full 25 này thì nó thiết kế là từ của nó là từ 17 cơ. Và côn 73 các bác nhá. Đấy, của em bảo côn 73 nhưng hình như nó còn là côn 75 thì phải. Đấy, thôi cứ gọi là côn 73 đi. Đấy, từ 17. Con này thì công suất của nó là 350W cơ. Tức là con này nó ngang với lại nó full 30 các bác ạ. Đấy, côn 73 75 là gấu rồi. 30 nhiều loại nó cũng chỉ có từ 17 thôi. Đấy, kẹp từ rất dày, xương nhôm đúc rất cứng cáp các bác nha. Đấy, thằng này thì nó vừa sử dụng chép của Sennheiser, nó còn vừa sử dụng cái dòng phễu họng gang. Đấy, cái mã Q10, đây là mã Q10 các bác nha. Cái mã này thì nó lại sử dụng cái phễu họng gang nhưng mà miệng nó loe hơn cái mã T10 hôm trước. Đấy, thằng này thì thùng nó nhỏ ngang hơn cái thằng T10 kia một chút. Đấy, còn chiều cao này có thể bằng hoặc nó cao hơn một chút các bác nhé. Thằng này thì cũng là thùng gỗ vân gỗ này. Đấy, rất đẹp. Và công suất của cái mã Q10 này thì nó cũng như là T10, tức là cũng 350W. Vì các bác biết là từ 17 côn 73 đúng không ạ. Đấy, thằng này thì thông số cũng ghi cũng đầy đủ, trở kháng 8 ohm. Cái dòng loa này thì căng của nó cũng có mút chắn bụi đằng trước các bác nhé. Và cái tên của nó ấy, thì nó khác mấy cái cặp hôm trước một chút. Đấy, mấy cái cặp hôm trước thì nó lại cũng của hãng Grado như này, tem y như này. Còn ba cái cặp 25 mới về này thì tên của nó lại là của hãng Lao này. Đấy, tem này xoay được các bác này, có ốc bắt chúng ta có thể xoay được. Đấy, mút chắn bụi mà độ mới còn rất cao các nhá, chưa để lại một cái vết rách vết xước nào cả. Đấy, về hình thức mẫu mã thì gần như không có điểm chê rồi. Cái thùng của thằng 25 kia thì chúng ta nhìn này, nó sẫm hơn cái thằng 30 một chút. Đấy, thằng 30 nhìn nó sáng hơn. Đấy, và nhìn nó rất là cứng cáp các bác nha, gõ và nó rất là đanh. Đấy, cái, những cái dòng loa này thì các bác mùa lồm ẩm thì không bao giờ nó sợ nó mốc mác gì. Cái loa này thùng của nó là các bác gần như là không phải lau ẩm mốc khi mà chúng ta trải qua mùa lồm. Đấy, cái chất liệu gỗ của nó sẽ rất là khô nha, nó được sấy tẩm rất là kiệt, không bao giờ có hiện tượng sủi mốc ra. Cái dòng loa full 25 này thì bao cho các bác đánh những gian phòng khoảng tầm 30 mét. Đấy, 30 mét quay đầu rất ok các bác nha. Còn này thùng gỗ chất lượng, gỗ thịt chất lượng, phần tần của nó rất là gấu anh em nha, rất gấu. Đấy, bông tiêu âm ở bọc này, kín bốn xung quanh, rất dày. Đấy, phần tần của con này thì nó cũng ngang với phần tần của 30 đấy. Con 30 bên này nó cũng giống như vậy. Đấy, dày dợ, rất dày, dày và chắc lắm. Đấy, cái loa này thì đúng là đạt mọi tiêu chí anh em ạ. Bát chép đều là của hãng thương hiệu này. Rồi thùng vân gỗ đẹp, phễu họng gang. Và giá của nó là chỉ có 5 triệu đấy các bác nhá. Chỉ có 5 triệu một cặp thôi. Nó cũng bằng cái giá của những cái đôi Grado hôm trước. Đấy, bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ cho em.
loa hôm trước này em bị cháy hàng. Anh em nào đặt cái những cặp loa Vân Cố hôm trước thì các bác lại liên hệ cho em để lấy cặp này nhé. Đấy, còn tiếp theo thì em lại giới thiệu về cái dòng loa Full 30 cũng vân gỗ của hãng Grado. Đấy, cái hãng Grado này thì nó cũng rất là nổi tiếng các bác nhé, nó là thương hiệu của USA. Đấy, các bác xem cái loa này thì nó giống y chang cái dòng loa TB đấy. Con này thì công suất của nó khủng hơn nhiều, 450W các bác nhé, 450W. Đấy, trực kháng 8 ohm, công suất làm việc trung bình là 900W. Seri mã vạch đầy đủ, mã là T12. Thằng này thì nó còn khủng và nó hoành tráng hơn nhiều các bác nhá. Đấy, con này thì nó sử dụng củ bát của hãng RCF. Đấy, cái củ bát này thì anh em cũng quá quen rồi không ạ? Trên thị trường những cái dòng loa mà được sử dụng củ bát này thì đều là những cái dòng loa chất lượng. Đấy, hàng đắt tiền các bác nhá, có thể được xếp vào hạng hàng VIP rồi. Đấy, cái dòng bát này cầm nó rất là nặng, các bác xem từ cái kẹp từ Philip này cho đến kẹp từ xương côn nhện nhìn rất là chắc chắn. Đấy, đặc biệt là cái vành bát này là một bò. Đấy, rất là tròn và to các bạn. Đấy, nên sách cái bát nó cực kỳ nặng so với những cái bát của hãng loa khác thì nó nặng hơn nhiều. Đấy, thằng này thì nó gân hai thép, gân lụa tẩm dầu này, rồi màng bóng chống nước các bạn nhé. Màng này thì bụi bẩn như thế này chúng ta tẩm rẻ ướt lau phát nó lại sạch. Đấy, không sợ nó bẩn, này em chưa vệ sinh kỹ đâu. Đấy, bát rất là nặng và ở đây thì củ chép của nó thì được sử dụng là chép Sennheiser các nhé, một cái dòng chép cực kỳ nổi tiếng. Này mà Doãn Hưng đã tháo cái củ chép ra để cho anh em chiêm ngưỡng về cái phần côn của nó. Đấy, bên trong nhìn nó đã các bạn. Đấy, chúng ta nhìn cái nón của nó này, nhìn trong vắt. Những cái dòng chép chất lượng, tên tuổi thương hiệu, họ với thiết kế theo kiểu như này được các bạn. Bình thường chúng ta nhìn những cái chép kia thì nó rất là đơn giản. Đấy, cái này mà thấy là nó đã chép từ còn trắng muốt. Các bạn xem những cái chép Sennheiser này thì nó có quá nhiều các cái dòng loa nổi tiếng chất lượng. Phễu họng gang các bác nha, quan trọng ở đây nó là được sử dụng tới cái phễu họng gang. Như vậy là cái mã 2530 này thì bên em đều là phễu họng gang. Cái mã 25 trước nó sử dụng đúng cái phễu như này. Đấy, hôm nay nó lại nằm ở mã 30 này. Chất lượng anh em ạ, chất lượng. Từ cái phần đấy, côn rồi đến phễu. Đấy, phân tần của nó làm khá là gọn và rất là chất lượng anh em nhé. Đấy, cũng sử dụng tới 5 tụ, 3 cuộn cản, 3 trở. Phải nói là chất lượng và hoành tráng, thùng vân gỗ. Đấy, bên trong này họ phun gọi là như dạng nếp nót ấy, nó mờ và nó tối hơn, đục hơn bên ngoài. Còn bên ngoài nó có cả nếp bóng, nó sáng hơn, nó đẹp quá nhá. Đẩy cái căng vào thì đây, chúng ta nhìn cái nếp sơn nó sáng như này, rất là đẹp. Loa này công suất cực lớn các bạn, không mấy khi em tuyển được cái loa mà công suất nó lớn như thế này đâu. Công suất của nó 450W, ít có dòng loa có thể địch được. Thường thường là loa full 30 nó chỉ tầm 400W, nó là kinh. Con này độ chịu lực chịu đòn nó tốt. Đấy, em chỉ có 3 đôi thôi, và giá có thể nói tốt nhất từ xưa đến giờ. À, cái thời điểm này bên em nhập hàng thì đang có giá tốt, và loa này thì có thể nói là cũng giá tốt nhất trong lịch sử. Nó được sử dụng một củ bát của RCF và một củ chép Sennheiser hàng xịn. Giá em báo nó chỉ có 8.200.000 đúng không ạ? 8.2 các bác nha. Tối qua trong livestream cũng giới thiệu giá rồi. Trên màng có mã số đầy đủ. Đấy, chuẩn hàng bãi các bác nhé. Không phải là ba cái hàng fake hàng nhái. Bình thường các bác để ý những cái hàng fake hàng nhái ở trên thị trường bán những cái đồ mới này, giá của cặp này nó chỉ có tầm chưa đến vài triệu là cùng. Còn đây nó là chuẩn của hàng bãi. Đều là những cái sản phẩm hàng nhập đấy các bác nha. Bát chép nó đều là sản phẩm hàng nhập đấy. Và có lại có giá tốt cho anh em chơi. Đồ thì đẹp, gần như mới các bác nha. Đấy, độ mới bên em đánh giá nó lên tới khoảng 8 mấy gần 90%, tức là ở đây nó không có vết nỗi gì. Thùng vách không bị xước sát nhiều, không bị bể lở, sứt sẹo gì đâu. Chúng ta nhìn nó có độ bóng bợt cao đấy. Rất đẹp.
Các bác có nhu cầu thì liên hệ em. Hai cái mẫu loa này Doãn Hưng rất là ưng ý, và chắc chắn với những cái mẫu thùng vân gỗ này các bác bày biện trong kệ trong nhà nó rất đẹp, chính vì thế mà được rất nhiều các bác anh em quan tâm nhé. Video này thì em chủ đạo giới thiệu hai cái mẫu này thôi, ngoài ra thì bên em vừa về được rất nhiều các cái mẫu sản phẩm khác nhau. Đấy, có cả loa full 30 GRX hàng rẻ tiền nhưng mà chất âm hay đấy. Nó chỉ có trên 5 triệu đấy các bạn, 5 triệu 6 rồi, rồi full 40 giá còn chưa đến chục triệu này, rồi sub 30 hàng chất này, sub mặt 40 các kiểu hàng mới về đấy. Mai em sẽ có những video đấy, làm cụ thể từng món hàng một. Hôm nay thì giới thiệu các bác món loa vân gỗ này, nó đang hot. Đấy, bên em có hai số điện thoại, các bác có thể nhắn tin Zalo bên em tư vấn gửi hình ảnh. Doãn Hưng thì giao hàng toàn quốc, địa chỉ của Doãn Hưng là Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định. Các bác có thể đến tận nơi để sưu tầm cho mình những mặt hàng ưng ý và chất lượng. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo, và ấn tặng Doãn Hưng xin nút like các bác nhé. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại anh em một clip khác.